Công an thông tin nóng vụ chém người dã man ở Bắc Giang. Ngày 8 tháng 3, Công an tỉnh Bắc Giang đã thông tin về vụ chém người ở Bắc Giang xảy ra vào đêm qua, 6/3. Theo đó, khoảng 21 giờ 20 phút cùng ngày, tại số nhà 04, đường Sương Giang, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang xảy ra vụ giết người, hậu quả làm anh Lương Văn Quyền, sinh năm 1986, trú tại tổ dân phố Mi Điền 1, thị trấn Nến, huyện Việt Yên, bị thương nặng được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh làm rõ vụ việc. Quá trình điều tra, đến 4 giờ ngày 7 tháng 3 điều tra làm rõ, vận động đối tượng Nguyễn Văn Hoàn, sinh năm 1959, trú tại số 218, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, đầu thú. Thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1986, trú tại số 218, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, về hành vi giết người. Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, quá trình điều tra xác định do mâu thuẫn, khoảng 21 giờ 20 phút ngày 6 tháng 3, Nguyễn Văn Hoàn cùng con trai là Nguyễn Văn Hiệp đến nơi ở của chị Nguyễn Thị Hậu, sinh năm 1986, trú tại số 4, đường Sương Giang, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang. Tại đây, Hoàn và Hiệp xảy ra xô xát với chị Hậu và anh Lương Văn Quyền, là bạn chị Hậu. Sau đó, anh Quyền bị Hoàn, Hiệp dùng dao đâm, chém liên tiếp nhiều nhát làm bị thương nặng. Quá trình xảy ra xô xát, Quyền dùng dao chống trả khiến Hiệp bị thương. Kết quả khám nghiệm hiện trường thu giữ 3 con dao hung khí, 1 chiếc gậy bóng chảy. Trước đó, mạng xã hội cũng lan truyền video trích xuất từ camera an ninh ghi lại toàn bộ vụ chém người dã man ở Bắc Giang xảy ra vào tối qua, 6/3. Trong video, một nhóm người to tiếng trước cửa ngôi nhà, trong đó có 2 cô gái. Sau đó, nhóm thanh niên đuổi theo đối phương tận vào phía trong nhà vẫy bắt, tay cầm theo hung khí. Một lúc sau, nam thanh niên cởi trần chạy ra ngoài sân bỗng bị quây bốn phía. Hai người đàn ông hùng hổ cầm theo dao và vật dài giống kiếm, chém nhiều nhát vào người thanh niên này. Nạn nhân giãy giụa, tìm cách thoát nhưng bị hai người đàn ông ghim chặt. Sau một hồi giằng co, thanh niên nằm bất động, trên người có nhiều vết chém. Theo Công an tỉnh Bắc Giang, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh này đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hoàn và Nguyễn Văn Hiệp để tiếp tục điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.